bên cạnh Tina và tất cả mọi người trên Facebook như YouTube và gửi tặng anh. Đây là một nhạc phẩm của Phạm Đình Chương, cũng xa xưa lắm rồi, hình như anh đang thích nhạc tiền chiến. Có lẽ nhạc phẩm này anh nghe và chắc anh hiểu đó. Đó là nhạc phẩm Sóng Đêm. Đó là nhạc phẩm Sóng Đêm. Anh có xin được gửi đến cho tất cả mọi người. Sang em tiếng anh.
Show dữ lắm á, hát rất là feel, thả hồn, thả hồn vào.